xin chào mừng anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như để an cư lập nghiệp sớm hơn một chút quý anh chị nhé. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì trong lòng Biển Xanh cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư mỗi ngày luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an nhé. Và hôm nay thì Biển Xanh vẫn tiếp tục có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh lộ 9 thuộc xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km, cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km quý anh chị nhé. Biển Xanh ở đây để chia sẻ và dẫn quý anh chị mình tham quan những sản phẩm ký gửi mới nằm trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này để quý anh chị có thể đầu tư sinh lời cũng như an cư lập nghiệp. Và vị trí của chúng ta ngày hôm nay là một lô đất có diện tích ngang 4, dài 16, tổng diện tích trên sổ là 64m2 quý anh chị nhé. Một lô đất hướng đông nằm ngay trục đường to, lòng đường rộng lên đến 8m, lề mỗi bên là 4m quý anh chị nhé. Và vị trí của chúng ta ngày hôm nay nó cực kỳ là đẹp, một vị trí rất là đông đúc dân sinh, từ con đường trục chính kênh KT11, quỹ đất xây trường cấp 2, cấp 3, kênh du lịch Sông Trăng, chúng ta chạy thẳng vào đây là một con đường thẳng vào đây, giống như là một con đường trục chính cho nên lòng đường nó rất là to. Lòng đường rộng lên đến 8m và lề mỗi bên là 4m. Vị trí của chúng ta ngày hôm nay đó là từ cái cây này mình đo sang 4m, dài sâu xuống phía sau là 16, tổng diện tích trên sổ là 64m2, đất thổ cư 100% sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng quý anh chị nhé. Và giá của lô này là 785 triệu bao tất cả mọi thuế phí công chứng sang tên, không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào. Giá này là giá chốt quý anh chị nhé. Bao tất cả cho chúng ta thuế phí thôi. Và quý anh chị xem được cái video này của Biển Xanh, thấy vị trí này phù hợp nhu cầu của mình, phù hợp quỹ tài chính của mình thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy ngay lên kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại quen thuộc 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Ngang 4, dài 16, 785 triệu. Quý anh chị còn chần chừ gì mà không gọi cho Biển Xanh. Từ cái cây này đo sang 4m, dài sâu xuống dưới là 16, tổng diện tích trên sổ là 64m2, giá là 785 triệu, sổ hồng riêng, bao mọi thuế phí công chứng sang tên. Lô này là hướng đông, nắng vào buổi sáng và mát vào buổi chiều. Và ngay bên cạnh đây thì Biển Xanh có một lô góc nữa quý anh chị nhé. Ngang 8, dài 15.25, lô góc này có giá là 1.750 triệu, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, bao mọi thuế phí công chứng sang tên. Chúng ta có hai sự lựa chọn, một là mình có thể lựa chọn cái lô ống phía trong là ngang 4, dài 16, tổng diện tích là 64m2, giá 785 triệu. Còn nếu quý anh chị nào mà muốn kinh doanh buôn bán thì có thể sở hữu cái vị trí này, lô góc hai mặt tiền, một mặt là hướng đông ngang 8 và một mặt là hướng nam, dài 15.25 quý anh chị nhé. Cái lô góc hai mặt tiền này nó nằm ngay ở một góc ngã tư đường, một vị trí cực kỳ là sáng, chạy về phía trước bên kia chính là công viên khủng long, quỹ đất xây trường cấp 2, cấp 3, bên đây là công viên hoa đăng và công viên Nhật Bản. Khu vực này đang xây nhà rất là nhiều, đông đúc dân sinh, và trong khu này thì tương lai nhà cửa cũng sẽ kín trong một vài năm nữa, bởi vì trong cái khu này quỹ đất nó còn nhiều và giá còn mềm, chính vì thế mà được nhiều nhà đầu tư cũng như nhiều quý anh chị lựa chọn để an cư lập nghiệp. Do đó mà trung bình trong này một tháng là xây khoảng hơn 10 căn, và khu này thì hình thành là hơn 3 năm rồi, cho nên là cái lượng dân sinh cũng đang dần về đây ổn định sinh sống rất là đông. Quý anh chị hãy nhanh tay sở hữu cho mình một vị trí bất động sản để dành, một vị trí để đầu tư sinh lời hoặc an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Lô góc hai mặt tiền này hướng đông và hướng nam, diện tích là ngang 8, dài 15.25 và giá là 1.750 triệu, nằm ngay góc ngã tư đường lớn, vị trí rất là thuận lợi để quý anh chị có thể kinh doanh buôn bán lô góc hai mặt tiền. Và một lô ống là ngang 4, dài 16, tổng diện tích trên sổ là 64m2, giá là 785 triệu. Chúng ta có hai sự lựa chọn. Và vị trí này thì lòng đường rất là to, lòng đường rộng lên đến 8m, chạy thông vào bên trong là khu mở rộng phía trong nữa quý anh chị nhé. Khu vực dân sinh rất là đông. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.